Ok, giờ này thì có cái đấu trường quân đùi đây. Hôm nay tôi sẽ đáp ứng yêu cầu xin cho các bạn cái đấu trường. Hôm nay thì không có danh chiến rồi, nên là chắc chắn là sẽ có người chơi cùng. Ok. Vừa nãy có thằng nào loa đây? Thế mà không tạm tạm à? Cái này đi qua thôi. Đấu trường cơ, đấu trường quân đùi cơ. Thôi mời phứa ông nào đấy ngoài phòng vào cũng được. Thanh niên level 30, 29 cũng được. Ồ, đây rồi. Một bầy luôn. 29 à, cũng được. Không có ai, không có ai thế này, không có ai đi cả. Đây rồi, có rồi, có rồi, có hàng, có hàng. Một thanh niên level 30. Anh này ở kìa, không vào, vào đi, sao không đi? Ta lúc nãy thì có anh bạn Trung Quốc này, anh bạn đây đang đứng hạng 2 đây, anh ấy đi qua cùng, nhưng mà lúc nãy thì vừa xong thì bảo treo máy rồi, đi ăn uống gì đấy rồi, giờ không còn ai nữa, còn mấy ông còn lại thì chả ông nào bắt nhờ. Không có ai. Sao thế này? Mời ngoài phòng vậy. Ngoài phòng thì lúc nãy mời hai thằng nó khác vui, nó không đi. Zoom và đi đi vài trận để người ta lên cái huy hiệu nguyên soái phát. Trời ơi, mấy thằng 29 này cũng không đi.
này không có loa mời nhỉ. Thế làm sao bây giờ? Mình rất muốn chiến mà không được. Một ngày có 30 trận, được tối đa là 3.000 điểm danh vọng. Tất cả những cái này là giống như hệ thống đấu trường quần đùi ở phiên bản cũ thôi, nhưng mà có điều là luật thi đấu nó sẽ khác một chút. Vừa có các cái vũ khí chuyên dụng như mình đang cầm đây. Vũ khí chuyên dụng đấy là ở cái ô màu xanh này, chắc là Việt Nam chưa có. Đây có bốn cái này ném ra mấy quả bóng ấy, nếu mà đối phương mà ở vị trí trúng ấy thì rất là tuyệt vời, dồn đối phương ở chỗ chết luôn. Mấy thằng tàu khựa rủ mà không thà ăn nhờ luôn. 29 đây, 29 đi được rồi, không có ông nào vào. Đây. Ok, có một bạn rồi. Tuyệt vời. 32. Bạn này thì cái vũ khí chuyên dụng bạn cầm là cái giống như kiểu cái hình giống như cái boom ấy. Cũng được. Ôi ôi, cái map này giá mà mình dùng cái bomber có phải là thả bom tha hồ thích không? Vũ khí của mình thì bắn xuyên thấu, bắn qua được tất cả các chướng ngại vật. Rất thích hợp để bắn phun lực bạn. Đội bạn cầm cái túi bi thì rồi ghê quá. Còn ông kia cầm AK, khẩu AK rất phũ phàng, có ông ngắm luôn. Ôi không vào được cái này. À rồi, vào rồi, vào rồi. À, xin chào mừng các bạn đến với ván đấu đầu tiên. Hiệu ứng đầu tiên sẽ là xét. Tôi sẽ phang luôn. Thành viên đứng gần này. Ôi, đừng có vọt quá đâu. Trúng luôn. Vâng, đạn xuyên thấu luôn. Khỏi tất cả các chướng ngại vật. Vào đấu trường này thì các bạn sẽ được cộng búp thêm cộng 80.000 máu và 3.000 sát thương. Thanh niên ném bóng này rất hay. Đội mình đã lỗ máu ở tơ đầu tiên, nhưng mà đội bạn thì có thanh niên là cầm AK, AK thì có vẻ là hơi yếu. Bạn đồng đội bên mình cũng quá. Cố lên. Nếu không thì một mình tôi gánh team thì cũng hơi khó. Bây giờ chắc là tôi phải hồi máu cho anh ấy thôi. Đây sẽ hồi được 20k máu. Ông này ông bắn cái gì đây? Rất hay. Hóa ra là vũ khí của bạn này ứng dẫn đường. Rất tuyệt vời. Tôi thì sẽ không bị đạn của tôi sẽ không bị vướng vật cản gì cả, thế nên là tôi sẽ bắn thoải mái. Hai rồi. Thanh niên này tàng hình chơi lầy quá. Ông ấy đi đâu đây? Chúng đây. Chúng luôn. Úi dồi ôi, chúng luôn cả đồng đội chứ. Vãi ca nồi. Cố lên đồng đội. Bắn. Anh ấy sẽ làm gì đây? Pha không?
Vì vũ khí của đồng đội của mình là vũ khí có hiệu ứng dẫn đường, thế nên là bắn sẽ dễ trúng hơn. Nhưng mà ông này ông làm gì đây? Bắn đi bạn ơi. Ôi ông ấy bỏ tên đi. Trời ơi. Thế này chết rồi, còn AK là khỏe thế. K 20k máu. Từ nãy giờ mình chưa có đi được phát nào. Hay quá, thanh niên. Ui rồi tuyệt vời, thêm phát nữa đi, thêm phát nữa. Đúng rồi, hay lắm. Thanh niên bắn bi, thanh niên bắn bi kia có vẻ là nội gián của đội mình. Hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi. Oh yeah, không trúng. Ván này khả năng thắng là khá cao. Giết được thanh niên AK này là đỡ lo rồi. Thanh niên bắn bi này anh ấy sẽ phải hạn chế ở trong cái map này. Map này thì bóng sẽ bật lung tung. Tốt quá. À, cái gì đây? Cái gì nó vừa nổ nhỉ? Cái gì nó nổ ở trên vòm nhỉ? Sợ quá. Bi này thì bi. À, vũ khí của tôi quá thuận lợi ở trong cái map này luôn. Không sợ vướng gì hết. Thoải mái và tung những cú mắc đam xuyên thấu luôn. Ôi trời ơi. Không cần hai tên tới thì chưa có hiệu ứng gì cả. Ôi, nguy hiểm quá. Khá là nguy hiểm. Thanh niên không crit gì cả, mình bắn quá đi từ nãy giờ chả crit gì. Pâu rồi, có pâu rồi. Không biết quả pâu nó sẽ như thế nào đây. Hôm trước thì tôi nhớ không nhầm thì pâu nó sẽ ra một cái cột sáng vàng thẳng chíu luôn. Không biết được bao nhiêu đam. Chúng ta cùng chờ xem. Gì? Ông đang bắn gì đấy? Bắn ra cái gì đấy? Đúng là ra cái cột vàng thật. Nhưng mà cột sáng vàng ấy nó sẽ bắn thẳng, chắc là lực 100. Thế mà mình cứ như cũ, mình cứ tưởng là nó bắn theo lực theo ý muốn của mình. Rồi lỗ. Pha vừa rồi đã lỗ. Đã hết. Dù sao thì mình cũng chưa biết được hiệu ứng đạn nên là cần phải thử. Vị trí này thì tương đối đơn giản thôi. Cái thủ level 36 đội bạn còn chút máu thôi. Ván này là khả năng giành chiến thắng là không bị vướng cái gì hết nên là không có bắn vô tư đi. Úi dồi ôi, giật quá. Thì sao thế nhỉ? Thắng rồi. Được 115 điểm danh vọng luôn. Vũ khí của mình thì phải bắn yêu cầu chuẩn xác một chút. Hơi bị giật một chút.
tôi không hiểu nữa, chắc là vào cái đấu trường này nó khó chơi hơn một chút. Lag này. À, tôi sẽ cầm cái bomber bắn cho các bạn xem. Ok. Đây. Bắn ra những viên bóng, nếu mà đối phương mà ở vị trí trũng ấy thì sẽ phải lãnh rất nhiều đạn, mà đạn đam của cái bomber này rất là to. Nhưng mà vì khả năng bắn hụt của nó khá cao nên là đây cũng là một cái nhược điểm của vũ khí này. Ồ, thanh niên level tận level 41 cơ, anh này cầm AK. Căng rồi, cái map này lại chưa có chỗ trũng. Quá là căng. Cái này thì hơi hơi khó đây. Mong là đội mình sẽ đứng ở phía bên phải. Phía bên phải thì tôi có thể bắn được trúng nhiều hơn. Nếu đứng phía bên trái thì sẽ khó bắn hơn. Ô, 96% rồi, không vào được. À rồi, vào rồi. Vào rồi, vẫn đếm này. Có vẻ chơi cái đường này hơi bị căng. Khó quá, mình đứng ở góc bên trái này chứ. Khó rồi. Bay phải bay qua phía bên phải này mới đào được thanh niên kia. Một, hai. Ôi mà cái map này nó lại còn to hơn bình thường đấy chứ. Đúng rồi, to hơn bình thường. Vũ khí thanh niên 41 là cái AK, AK này đam khá là to. Nhưng đây các bạn thấy tôi đam hai viên thì một viên được có 11k thôi, nhưng mà thanh niên này đam AK này 16k một viên cơ. Nó cũng do lực chiến của anh này cũng cao hơn nữa, cao hơn mình nữa. Rồi anh đội của mình, ôi rồi còn có hiệu ứng dẫn đường cơ mà, sao thế? À, các bạn có thể thấy đam rất là to nhưng mà bắn một viên đạn, một viên của tôi là nó sẽ ra thành chùm 3 tia, chính vì thế mình phải bay qua bên phải. Đam của cái bomber là to nhất luôn nhưng mà rất khó để điều chỉnh, bởi vì quả bóng nó sẽ nhảy tưng tưng tưng, trúng người thì nó mới nổ, còn trúng mặt đất thì nó sẽ nảy. Ôi thanh niên này anh cầm cái bazooka này, bắn đạn cũng rất là phũ phàng. Và lộn xộn. Có vẻ như là đồng đội của tôi sẽ phải nằm xuống. Không sao hết. Với cái lượng đam như này thì mình cũng khá là tự tin, không gì phải xoắn. Đúng rồi đấy, dồn cục hết đi, nổ, hay lắm. Một tên nữa thôi là thanh niên này sẽ nằm xuống. Ồ, anh ấy én rồi. Bay đi đâu đây? Khả năng đập đầu vào cái mẩu nhỏ nhỏ này.
Có lẽ cái đấu trường này nó yêu cầu cấu hình cao quá. Lúc nãy mình đi cua bình thường mà không thấy có gì đặc biệt lắm. Thế mà bây giờ tự nhiên độ giật lag nó lên cao. Ồ, anh ấy hồi máu rồi, khả năng là vẫn ở cái lỗ này thôi. Còn game thủ còn lại thì bay ở trên đầu, không biết ở chỗ nào đây. Đâu rồi? À vâng, đây, hóa ra là ở đây. Ở đây. Rồi sẽ giải quyết thanh niên. Thanh niên đây rồi. Thanh niên chủ lực của đội bạn. Ô, như vậy là vẫn chưa chết. Sống lì vãi cả nồi. Anh còn một tí máu. Thanh niên level 41. Giải quyết xong thanh niên này thì mình sẽ én đi kiếm một vị trí khác. Ui trời ơi, đau thế. Ông này chắc lại đào tiếp thôi. À, như vậy là anh ấy băng. Vâng, viên băng to vãi cả nồi. Khiếp luôn. Băng này có phải gọi là băng băng. Ông này làm gì đây? Không én đi thì nằm đấy chịu chết. Không biết làm gì. Vâng, ở bên chỗ tôi có hiệu ứng mây mù. Không biết cái hiệu ứng này nó sẽ có tác dụng gì đây. À, như vậy là hồi máu. Vâng, rất chuẩn bài. Đáng tiếc là đồng đội của bạn sẽ phải ra đi. Xong. Một em ném ra những cái hòn bi ve. Các bạn nào chắc là cũng biết bi thủy tinh rồi. Vâng, bắn ra những cái viên đúng y như vậy luôn. Ông này bắt đầu chơi lầy đấy. Tôi sẽ bay thôi. Tốt nhất là tàng hình. Ok. Hồi máu 20k. Bắn ở phía bên trái qua thì đạn nó sẽ chẽ ra, nhưng mà thôi đành phải chịu vậy thôi. Nổ. Cũng cấu được máu. Viên bi này khá là nảy. Nảy như ngực chị Tưng vậy. Anh ấy bắn chuẩn quá. Thôi. Bi nảy lung tung luôn. Bây giờ tôi sẽ phải đến gần một chút mới pâu được. Pâu nó chắc là nó sẽ ra cái viên đạn rất là to lăn qua lăn lại. Mình sẽ phải bay qua. Mà thanh niên này đứng ở chỗ này khó quá. Đối với vũ khí của mình thì khá khó. Không có góc thấp luôn. Úi giời ơi, bóng nó nảy chứ.
Ủa, trúng giữa đầu rồi mà bóng nó đẩy đi luôn. Vãi ca nôi. À, như vậy là anh ấy quyết định pâu rồi. Không biết pâu ra cái viên đạn như thế nào. Bóng nó khó quá, chắc chắn là tôi sẽ phải qua áp sát rồi. Không áp sát thì không bắn được. Ui ôi, chết luôn à. Ui ôi, pâu kinh khủng quá. Vãi chết, vãi cả nồi. Mình cầm cái bi này, quả này khó quá, đam khó, đam trúng giữa đầu nó rồi còn nảy ra ngoài. Cái này thì một ngày được 30 trận hay 3.000 điểm danh vọng, không rủ được ai đi chứ. Thằng bỏ mẹ vừa nãy bỏ của chạy người rồi. Ê. À, thanh niên tu của này lúc nãy đi gùa với mình đây. Ôi rồi anh chạy mất rồi. Vãi cả nồi. Này không có ai chơi cùng này. Ơ kìa, ông này ông không nhìn thấy à? Ông ấy chat tiếng chữ Trung Quốc gì đây? Nửa nửa Tây nửa tàu này. Mãi cả nồi. AK. Chắc ông đi mua AK. Ôi tôi thấy cái bazooka này lúc nãy thằng kia nó bắn đam to thế. Hay là mình chuyển sang cái này nhỉ? Thôi bắn cái túi bóng này hay hay lắm các bạn ạ. Vãi cả nồi ông này, mời ông ấy vào mà. Không vào đi.
À, đúng rồi. Ok. Ok, thanh niên Trung Quốc này thì anh ấy bắn hơi bị gào tí. Anh ấy bảo là hôm nay anh ấy bị đau đầu. Tôi toàn phải đóng góc cho ông ấy. Nhưng mà thanh niên này rất vui. Tôi thường chơi đi phố bản với lại thanh niên này với lại anh Lucas người Brazil. Anh Lucas thì giờ này anh đang đi làm rồi. Ôi ông này. Còn mình đã thế lại còn đứng ở phía bên này nữa chứ, vãi cả nồi. Ok, không sao hết. Đứng cái này đó, chỉ cần bắn chính xác vào người đối phương thôi thì đạn sẽ vẫn nổ như thường. Thanh niên này có thể bắn xuyên thấu à, rất là vãi nồi. Tôi sẽ bay qua phía bên phải vậy. Ok, đứng ở đây sẽ thả đạn được vào người đối phương. Thả cho thằng bỏ mẹ này to đầu này. Siêu chuẩn luôn này. À, chỉ một tên nữa thôi là giết được thanh niên này rồi. Tôi chưa biết là cái bow của cái này nó như thế nào. Không biết là nó có gì mới mẻ hay không. Ồ, may quá mít rồi. Có cơ hội các bạn ạ. Ôi, ông ấy ông bow. Vãi cả bow. Ôi, thì bow 23K. Thôi, tôi sẽ dùng cái súng xuyên thấu thôi. Tôi cảm thấy nó thật là thích hợp với lại mình. Đâu rồi thanh niên kia đâu rồi? Bắn cái túi bi này thì đam nó rất to, nhưng mà mình phải tùy vào cái địa hình nữa. Cái anh người Trung Quốc này thì tôi hỏi anh ấy tên là gì, ông ấy ấp úng một hồi, ông ấy bảo là tên ký tự Trung Quốc. Bạn không biết đâu, thế là tôi mới tò mò, tôi copy ra Google dịch xem nó ra cái gì. Hóa ra là
tên của ống nghĩa là súng ống dài nhất, à, rất là manh động. Súng dài nhất. Ok, anh ấy đang ở kênh khác. Ok. Rồi, tôi đã biết, bây giờ tôi đã biết cái pâu của cái sấm sét này rồi. Pâu rất là phũ phàng, pâu 3 tia mà mỗi tia đến hơn 20k. Máu mình có hơn 80k một chút. Một phát là nhét. Khả năng lại phải đọc góc cho ông ấy. Vào đây, vào đây. Ok. Mãi được ván ra hồn. Tiến thủ level 49 của đội bạn. Ôi, ông bắn lựu. Như vậy là thanh niên này không cầm vũ khí chuyên dụng. Đấy. Cầm lựu đạn. Đi đào. Rất hấp dẫn. Tôi sẽ hỗ trợ đồng đội súng dài của mình. Thôi, hình như là thiếu một chút lực. Không biết có trúng không? À vâng, trúng luôn. Đấy, các bạn thấy là thanh niên level 49 này anh không cầm vũ khí chuyên dụng nên là yếu đi rất là nhiều. Tôi bắn một đạn đã 20k rồi. À, đồng đội cầm AK. Trúng không? À trúng luôn. Hay là giải quyết xong thanh niên L4 48 à 49. Cái súng này bắn tiện lợi thật. Xuyên cứ vậy mà thông thẳng lên. Úi giời ơi. Thế. Rất chuẩn xác thanh niên này. Có vẻ như là buổi chiều tối này anh ấy đã quay trở lại chính mình. Ok, mãi mới được trận thắng ngon lành. Chiu. 100 điểm, 100 điểm danh vọng luôn. Đi cái này nhặt được đủ các loại luôn, từ đá linh hồn cho đến thuốc tăng cấp thú cưỡi, rồi là mảnh đá để tăng các kỹ năng ở trong đấu trường này. Ô, đội bạn là hai cái túi bi luôn. Quá. Hai túi bi. Úi dồi ôi, map này sướng rồi. Map này thì thoải mái. Ừ. Map này thì không sợ lắm, bi nó sẽ nảy lung tung hết.
Nhưng mà mình phải chiếm ở vị trí bên phải trước. Có không để họ, ôi rồi họ đứng bên phải kìa. Họ đứng bên phải, họ đam sang bên trái thì đau lắm. Tôi sẽ bay qua phía bên đây. Nhưng mà map này là quái dị này, cái đám mây nó xếp gần lại như này. À, tôi sẽ bắn xuyên thấu, tôi sẽ bắn trúng qua cả hai người được. Ôi dồi ôi, đủ mất. Dồi ôi. Vãi cả đồi. Đồng đội tất à, chưa chết, mình lại còn có quả bom ở đây đấy. Nồi quả bom này gắn trúng ngay mông của tôi. Trời đất ơi. Đây quả bom đây. Nó đáp ngay vào giữa đầu mình. Rồi nó mà nổ phát thì nó lại mất mất cả chục nghìn máu. Vừa vào cái vừa vào ván cái chả được cái thiên thời địa lợi gì cả. Ui đội bạn pro vãi nồi. Bắn thế thì chịu. Không sao. À đúng rồi, mình đứng nấp ở dưới đây có vẻ là được. Đứng nấp dưới đây tung lên thôi. Cái góc này sao nó mờ thế này. Chúng rồi. Có 10k máu, không mà thua lắm. Chắc là phải chờ pâu thôi. Sống làm sao được. Hay quá, hai ông này đứng ở cùng một đường pâu. Có vẻ là pâu được ấy. Tôi thử. Mong là có góc. Mong là sẽ có góc. Trúng không? Ơ kìa. Sao không ra? Vãi cả nồi. Vãi cả nồi. Đạn đâu rồi? Thôi và này thua. Này đứng ở vị trí phụ pha quá. À hóa ra quả bow nó như này. Như vậy thì cái vũ khí này bow nó yếu nhưng mà đao nó lại rất là mạnh.
Tuy nhiên là nó phụ thuộc vào cái địa hình nữa, địa hình của map nữa. Nếu mà địa hình dễ bắn thì mới có thể tạo được. Vũ khí của mình thì không đào được bởi vì nó xuyên thấu qua hết tất cả. Nên là vũ khí của mình là phải trốn đi. Hai thanh niên level 45. Sao không sao. Map này map thành cổ. Trốn đi, mình sẽ trốn thật kỹ và bắn. Hay rồi, hay rồi, hay rồi. Vị trí như này thì tương đối dễ dàng. Hai game thủ đội bạn, một thì cầm cái vũ khí, cầm cái boom. Còn thanh niên kia cầm cái gì tôi không biết nữa. Ô, gần gần trúng luôn. Ăn 10k vào mồm. Vâng, đây là cái hiệu ứng của bản đồ. À, thanh niên cầm bóng. Này. Ôi ôi, mình cũng phải ăn 10k. May quá. May là vướng cái đá, cái gạch ở trên đầu không này. Hên rồi. Có góc thấp rồi. Bắn đi. Như vậy không trúng hai người, trúng một người. Phải hạ góc xuống một chút. Viên đạn thấu này rất hay. Tôi đang nằm trong cái hiệu ứng mây mù này. Hình như là dính vào cái hiệu ứng này nó sẽ bị giật 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 hay sao ấy. Bắn thấy tự nhiên nó giật giật lên. Khả năng là thế. Hay quá. Anh đồng đội cho. Thế này không biết có trúng được hai không, có ích được hai không, chắc là không được rồi. Góc này thấp lắm rồi, vị trí nó cũng vị trí người này chênh lệch nó xa quá, tôi phải nằm thấp xuống một tí nữa thì mới có góc bắn xuyên thấu qua hai người được. Là sao cái súng này dễ bắn vãi nồi. Súng này có góc tương đương với lại góc của sấm sét thôi, nhưng mà nó cao hơn chút. Thằng thanh niên này quyết định đào hố rất là hay. Ăn một bầu thì chắc chắn là anh ấy sẽ phải chết thôi. Giết thanh niên ném bi này trước. Thanh niên bắn bi này có vẻ là nguy hiểm hơn. Thanh niên đi cầm cái boom kia thì không đáng lo lắm. Các bạn xem có phải là thấy hơi giật đúng không? Cái này là do cái đấu trường này nó bị thế đấy. Chứ nãy mình đi gua thì không có giật đâu. Đây. Ui ôi, ông này ông ấy thả cái đạn gì này. Vãi cả nồi. Sợ quá. Ok, phải bắn chết thanh này mới được. Ôi giời kìa, giật quá, không kịp bắn. Vãi cả nồi. Mãi mới hiện đàm lên. Trong khi thời gian đếm thì hết mất rồi. Ôi trời ơi. Không có thể giật này. Ôi chết mất. Sao crit nhiều thế? Thay em đi anh. Rơi xuống phía dưới đi.
mày đấy không chúng. Rồi tôi sẽ giải quyết. Bây giờ thì vậy. Nhanh chóng. X2. Yeah. Ván này là hơi giật hơi căng một chút nhưng mà thế là vẫn thắng rồi. Toàn. Hãy thấy đồng đội. À, anh ấy đang là top 2 level và top top 3 hay top 4 lực chiến đấy. Rất là phũ phàng. Vâng, anh ấy bắn đấy. Hết bóng ở đây là tàng chữ cấm ra đâu ấy. À, anh hay này anh ấy anh bị chạy lực hay bị sao đấy, ông kéo góc lên bắn thông lên chỗ đầu. Thanh niên bạn bay mãi là bay 2 turn rồi mà vẫn vẫn miss. Lại lại được ông đồng đội để bú bay đấy chứ, bọn tay ôi dồi ôi. Chết buồn cười với hai ông này quá. Bắn mãi không chết. À ơi trúng rồi, hay quá. Hạnh phúc quá. Mãi anh ấy bắn trúng. Ông này lại bay tiếp. Lại bay mít tiếp xem. Hoặc đập đầu vào đây rơi xuống. Nhưng mà lại rơi trước mặt của đồng mình. Măng nho. Anh cũng cần cẩn thận đến nỗi là anh có thể ghé ghé cổ ra hôn sát mặt đối phương. Lại cần đôi 100 danh vọng. Mình từ nãy giờ mình toàn mở được mấy cái mảnh ghép này, không biết mảnh ghép là gì. Lát nữa ta phải kiểm tra lại xem. Lại cầm lại gặp hai thanh niên bắn bi. Các thanh niên rất thích bắn bi. Ôi chào rồi.
Ôi rồi lắc đi phút chót đi 95% rồi không. Hôm nay thì tôi đi cái cứu viện này, thế là tôi đủ mảnh ghép dung luyện được cái thẻ phụ kiện kiến trước. Trông ngồi cưỡi cưỡi con kiến rất là hổ báo, mà mông con kiến này nó có một cái như kiểu cái gai ấy, nhìn cún. Trong lúc chờ đợi anh bạn của chúng ta tự sướng một chút vậy. Ồ, hình như vẫn lag, hình như vẫn ở trong ván ấy. Vãi can ơi, sao giờ này lag vậy nhỉ? Ô ui dồi ôi, là thanh niên level 32, tỷ lệ thắng cao hơn cả mình. Xe, đối thủ tốt. Lang cái này ta. Vào đi. Vào đi baby. Oh no. Không bắn được cái gì thế này. Tự nhiên giờ này mạng mủng đấy, giờ trứng. À, hình như là hết giờ, chưa thấy đâu luôn. Chả biết ông này ông nói cái gì đây. Hình như vừa xong lag, ông ấy tưởng mình ọp mất rồi. Chắc chưa xong ván đâu. Ván tranh thủ. Dạo trước mạng nó ổn ổn một chút thì mới đánh được. Không, lại nhúng đẩy. Trời ơi, gì thế này? Ôi, tình hình là vẫn lag như thế. Đấy, làm sao mà chơi được đây? À, được rồi, được rồi, rồi, rồi. Hay quá.
Ok. Ok baby. Giải quyết nhanh em lưu gạch này để vào chơi cái đấu trường quần đùi tiếp. Thật ra tôi thấy cái đấy nó cũng không quần đùi lắm đâu. Vẫn vẫn là ai mạnh hơn thì có vẻ là sẽ có ưu thế hơn. Và ưu thế hơn không ít chứ không phải là thanh niên anh ấy bắn chuẩn thế nha. Úi trời ơi, hóa ra là tác dụng phụ của việc dùng dẫn đường. Good, tôi sẽ giải quyết nhanh. Bay lên pole dần nhanh. Đấy. À, viên đạn nó không ra. Đó, thanh niên súng dài được rồi, tên của anh ấy chính là súng dài nhất. Tên rất là quái dị, không biết phiên âm Hán tự đọc là cái gì. Dài thì gọi là trường rồi, súng thì gọi là cái gì nhỉ? Biết nữa. Oh, hai thanh niên này không có vũ khí chuyên dụng. À, cái vũ khí chuyên dụng này nó tôi làm nhiệm vụ này xong nó cho bốn cái này, nó mỗi cái thì có thời hạn sử dụng là 3 ngày thôi. Chắc là mấy thanh niên này server cũ rồi, nên là các anh ấy xài hết hạn sử dụng rồi. Giờ là sẽ không còn nữa. Có cái vũ khí này thì nó lợi thế hơn ở nhiều thứ như vậy thôi, còn không thì bình thường chơi vũ khí thường cũng được, không sao. Có điều là nó không có cái gì đặc biệt như là mấy cái chuyên để bắn ở trong đấu trường này. Ơi cái tiên sư cái mạng vào đi. Đờ 95% rồi nó dừng nhé. Đùa đâu mà. Rồi bắn được ván rồi. Mẹ kiếp. Ham vãi nồi. Tức thế. Đấy, ra ngoài bắn solo thì ok nhanh thế này cơ mà. Sao cái đấu trường ấy không được nhỉ? Điên tình vãi. Úi dồi ôi. Thanh niên sấm sét này. Khỏe lắm không đây? Mình thì cầm cái búa lên rồi thì đam nó to lên nhưng mà thủ thì vẫn yếu như cũ. Bởi vì áo áo quần thì có cộng 5, áo nón có cộng 5. Giáp khá là thấp. Vì mà gặp mấy ông sấm sét to to như thế này ông ấy có pâu thì đúng là xác cơ mà nó định.
Xong rồi ông bay quả vãi nồi. Ôi trời ơi. Ôi nồi ôi. Sợ quá cơ. Ok kìa. Kẹt. Mặt kẹt vào cái cục đất nhỏ này. Rõ ràng vừa xong là đấy, thanh niên có power. Ôi trời ơi. Hiện nay thì anh ấy sẽ phải nằm xuống. Ra ra bắn tự do thì nhanh thế. Thế mà vào cái đấu trường lại tắc ngơ, tắc ngẩn. Ghét vãi cả nồi. Đi bot thế giới á, bot thế giới thì có cái gì để mà xem đâu. Bot thế giới bot thế giới thì chả có gì để xem. Bắn đi bắn lại một kiểu. Ra tầm 2 tơn là buồn ngủ chết rồi. Tôi không có auto. Auto thì cho nó đỡ mệt chứ ai mà rảnh rỗi mà đi bot thế giới được. Cả bên server Trung Quốc này tôi cũng chả rảnh nó đi boss thế giới. Đi boss thế giới thì nâng cấp được vật tổ luôn. Được tinh hoa vinh dự là nâng cấp được luôn. Cái gì đây? Ui dồi ôi, thanh niên là toàn số 4 luôn. Hạng gì là hạng 44.414. Vãi cả nồi. Lại tắc rồi. Mạng mổng gì này không biết. Hôm nay tự nhiên là giở trứng nhá. Hôm qua đấy bình thường mà lại vào được rồi. Ok baby. Bay đâu đây? Bay đâu đây? Ôi ông này ông định thông từ dưới thông lên. Sợ phải. Các thanh niên Trung Quốc có các ý tưởng vô cùng độc đáo. Nói là độc cơ mà nó đáo. Thông kinh vãi cả nồi. Lệnh hồ thông cũng phải cam bái hạ phong. Sợ luôn. Thông nữa coi. Có lẽ là anh ấy bay lên thôi. Định làm gì đây? Mình không có biết tiếng tàu, mình không biết tiếng tàu đâu, đâu có biết đâu. Nhìn chữ của nó chỉ có hoa mắt thôi. À, cái ông súng dài kia đâu rồi, ông súng dài ơi. Đây, thanh niên súng dài đang xếp hạng 2. Hạng 2 level thôi, còn chắc là nằm trong top 4 hay top 5 lực chiến gì đấy. Tôi sẽ gọi bạn ông ấy. Đang đi cái này hay. Đây rồi. Cái đấu trường này hay. Đây, điểm của mình biết được bao nhiêu điểm rồi. Cái này thắng một ván nó được đến 100 điểm cơ. Một ngày có 30 ván. Ôi rồi, đít mạng luôn này.
Cá nồi. Các bạn chờ một chút, tôi đang nhập lại. Hôm nay là cái ngày chết tiệt gì không biết. Cứ vào là đít. Quái gở. Chơi game nước ngoài thì bạn đâu cần phải hiểu quá nhiều tiếng làm gì đâu. Nó có chỗ tương đồng với game của mình mà. Chính vì thế mình có thể đoán được. Cứ phải đợi học học hết tiếng tàu rồi mới chơi được game thì đúng. Bạn chả bao giờ chơi được game gì của nó cả. Rồi, sắp hết giờ boss mất rồi. À, sắp hết giờ đấu trường mất rồi. Buồn buồn như chó cắn. Hôm nay là trời tạnh mưa khô ráo rồi. Thế quái nào mà mạng lại lag lên thế? Quái gở, mọi hôm chơi ngon nghẻ cơ mà. Trời đất ơi. Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Bùm 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 bùm. Bùm bùm chiếu chiếu. Ơ kìa. Đấy lại đến đây lại tắc rồi. Tắc như là tắc ống cống cái này. Rồi ơi. Này. Này thì làm sao mà chơi được. Đang có cái đấu trường đấy nó mới ra nên là chơi rất là thú vị, nó hay. Mình thì thích khoái các kiểu chơi mới thôi, vào vào để trải nghiệm, chứ còn chơi cái kiểu cũ đơn thuần thì nó chả có gì để nói cả. Trung Quốc hay hơn chứ bạn, mình có thể làm quen được các với những người bạn mới. Server Trung Quốc họ có nhiều cái hay, hoặc là đơn giản nói chung là server nước ngoài thôi. Việt Nam mình thì bắn đi đâu cũng gặp tun gặp hack rồi. Làm sao mà thể hiện được nữa. Mình trừ khi mình rất là khỏe thôi, như là ngày trước ấy, khỏe đứng top đầu lên server thì mình có thể stream thoải mái. Gặp các đối thủ yếu hơn rất nhiều mà dùng tool thì vẫn có thể thắng được. Nhưng mà chỉ cần gặp cỡ ngang cơ thôi mà dùng tool thì khó có thể thắng được người ta lắm. Ôi ôi, đập được 100 con rồi này. 1.000 điểm, 100 con.
Vậy mà vẫn chưa vào. Chín chín phần trăm rồi, 99% mà đít thì đúng là, à rồi không đít, hay quá. Đây là thanh thanh niên kia đây rồi. Anh đi đảo hải tặc à? Ok, trong lúc chờ đợi mình cũng đánh vài ván để cho mạng nó thông đã. Anh bạn súng dài người Trung Quốc này lúc 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 nãy đi gua với tôi nhắc góc mà nhắc phát nào trúng phát đấy, thế là ông ấy thích lắm. Ông ấy thích chơi với mình luôn. Ồ, lag rồi. Đấy, bây giờ có vẻ là ổn hơn rồi. Ok, phê quá. Mình chỉ có mà lag nhiều quá thì mình tức lắm, bực hết cả mình. Headshot. Thanh niên này có ý định tự tử để bảo toàn trinh tiết nhưng mà không không thể thành công. Gặp lệnh hồ công tử này. Anh ấy về hãm nhập trầm luân luôn. Phi thăng tiên giới ngay tại chỗ. Oh yeah. Cái gì nữa nào? Làm ván lôi đài. Giờ mình cũng cũng nhiều nhiều điểm phết rồi, mua được cái huy hiệu của hạ sĩ rồi. Thằng nó tăng lên đáng kể đấy các bạn ạ. Còn 2 lần nữa. Thôi đánh thằng yếu yếu thôi. Đánh thằng to quá vừa vào nó đam cái chết luôn rồi. Không kịp bay, không kịp ngắc ngoải luôn. Thi thoảng mà nó đam mít tôi thì có cơ hội bay qua đào nó thì mới thắng được. À, thằng này có vẻ là mình có thể đào chết đây. Cái gì đây? Ông nói cái gì đây? À. Ôi mình vừa bắn cái gì đây? Ui chết, nhầm góc ạ. Đang để ý xem là ông kia ông chát cái gì.
Nãy giờ vẫn chưa bắn trúng ạ. Tiên sư. Rồi quả này chắc là trúng rồi. Cái gì đây? Ông này ông lại nói cái gì đây? Ở bên phiên bản Trung Quốc này mình mà chat bằng ký tự bằng chữ cái Latin ấy thì nó tự nhiên nó nhỏ tí xíu luôn. Úi dồi ôi, sợ thế. Bắn cái gì đây? Rồi, trong lúc chờ đợi ông này thì đi solo đã. Thanh niên này anh ấy cày level thì cũng rất là bá đạo. Top 2 level là biết rồi. Mấy hôm trước ông ấy còn đứng ngoài top 10 cơ. Hôm nay đã vọt lên leo lên hạng 2 level rồi. Cày phũ vãi cả nồi. Đây, ông cũng cầm cái cũng cầm cái búa tạm thời như mình thôi. Nhưng mà các thứ khác thì ngon nghẻ hơn. Mới lại nạp phát lên view 6 rồi. Tôi mà có thể nạp ở Trung Quốc đây mình cũng nạp phát ở lên VIP 6. Nó hỗ trợ nhiều. Thì thanh niên này lại bảo P này mà. Biết rồi. Chắc là lại tự sát đây. Lại muốn tự sát. Đúng thế mà. Bắn phát để kiếm điểm chứ. Toàn các thanh niên muốn tự sát để bảo toàn trinh tiết. Đấy thì chỉ vì khi nãy tôi chưa stream thì đi mua cùng với lại anh chàng súng dài của người tàu này thì ông ấy lực chiến to mà ông đi kéo mình đi mua gặp toàn hai thằng khỏe mà ông ấy bắn mít liên tục nữa thế là thua thua nhiều làm tụt hết tỷ lệ thắng của tôi. Nó nhọn nồi. Giờ mình phải đi solo là lấy lại tỷ lệ thắng thôi. Tụt tụt một mạch xuống dưới 87% rồi. Sợ. Bây giờ điểm nhanh nhẹn của mình đó là xấp xỉ 1.000 rồi. Lên đến 1050 thì sẽ búp được 345. À, cảm giác tuyệt vời ngay. À, thanh niên Hoàng Hoàng Nguyên nhé, Hoàng Nguyễn nhé,
Lúc nào lần nào tôi lên stream cũng thấy ông này muốn giết thịt tôi là làm sao nhỉ? Ông này ông đến từ Amazon à? Bộ lạc ăn thịt người à? Phũ phàng, phũ cơ mà nó phàng. Lần nào lên stream ra kênh chat xem cũng thấy ông này dọa giết mình. Sợ lắm, tôi sợ lắm đấy. Bạn tha cho tôi cái. Ở đấy cứ thỉnh thoảng lại tăng ngơ này. À, giờ vào rồi. Đúng là thân lừa bên nặng cứ phải chửi thì mới được. Phải to thế. Yên tâm, Trung Quốc thì hiếm thằng đào giỏi lắm. Nên mình không sợ lắm. À nó lại kêu mình P để nó tự sát. À, chữ gì không biết nhưng mà chữ P này thì biết. Tự sát đi. Vãi cả thanh niên chảy bửa vãi. Có tự sát đâu. Nó chắc chơi nghi binh với mình. À, nghi binh với tao à? Không được đâu. Mid dot idol. Hiu bay lên đây rồi. Nãy cho cơ hội à, để tự sát, không tự sát. Không tự sát thì bây giờ phải chấp nhận đắng cay thôi em ơi. Vui của mình thì vừa mới lên shop 2 rồi. Shop 2 mua được cái dây chuyền cấp 2. Đấy, tăng cũng khá khá lên. Trông bây giờ cũng phũ phàng phết đấy chứ. Là bắt nạt được mấy em yếu yếu. Em nào mà yếu nhất nhất ra thì sẽ bị đè bẹp ngay. Đang rất là lầy ông thanh niên này. Ông đứng treo leo ở dưới đây định thử thách mình nhá. Đứng đấy một tơn nữa tôi sẽ vẫn bắn trúng được thôi. Bắn đây làm gì thì làm đi. Khiếp, có mỗi vụ tự sát bảo toàn sinh tiết thôi mà. Lâu lắm rồi mới gặp được một thanh niên trung tung của lầy như này. Này thì lầy này. Ôi rồi thiếu thiếu một vạch à. Đúng là thiếu một vạch. Như này thì khéo lại thừa mất rồi. Thôi như này khéo lại vọt quá đầu rồi. À trúng đấy. Đúng là vọt quá đầu thật. Đúng là một vạch lực. Mình cứ kéo khớp đúng ở cái chỗ này. Bởi vì góc từ góc 80 đến 90 là các góc là khá là nhạy cảm. Lực ở trên đây thì lực càng mạnh thì nó càng nhạy. Thì tranh nhau một vạch thôi. Lại cái nồi thanh niên chơi lầy. Lại cái thanh niên chơi lầy. Thanh niên chơi lầy của năm. Lầy với anh à. Xấu tính với cả nồi. Ông ấy hoạt động ở dưới cái vùng này giống như kiểu là giống như là cái gì nhỉ, mình đang nghĩ à, giống tôi vừa nghĩ ra cái gì rồi lại quên mất tiêu rồi. Lệnh cho ăn một tí bạn trẻ level 26 cái gì đây.
Đừng nói tiếng Trung Quốc với tôi không hiểu đâu. Bay đâu đây ta? Hình như là ở đây rồi phải. Cũng phải đề phòng thanh niên này nếu mà đào phát. Không, đứng đứng ở vị trí này cũng khó mà đào chết được luôn lắm. Phải bro cơ, phải khá là bro cơ. Với việc gió xuôi như thế này nữa. Ui giời. Tính toán một hồi cuối cùng hóa ra là bạn ấy đi tự sát. Thế mà còn bay tàng hình là mình thọt hết cả hai hòn. Tôi sẽ cố gắng này, cày vài ván nữa trong lúc chờ đợi thanh niên súng dài Trung Quốc. Cày vài ván nữa chắc là lên được 87% ấy. Với điều kiện là không thua một ván nào, cứ thua một ván nó tụt đến không phẩy mấy rồi. Ôi, gặp một thanh niên trông có vẻ khá là trâu. Hạng đến hạng 108k thì tức là server rất là cũ rồi. Nó level 31, mình level 30 và hạng 41. Cách nhau chắc phải tầm đến cả 100 server chứ chả chơi. Ôi nhìn sâu kêu. Sâu kêu thì cũng phải nằm xuống thôi. Hay quá, vị trí đẹp. Vị trí chiều lòng người. Vị trí mà đến hệ thống muốn phang luôn. Phang thì phang. Khổ thân em bé. Yeah. Đây rồi. Em mới bay tàng hình lên. Vâng. Như vậy là thanh niên súng dài xong rồi. Ta cũng tiếp tục cái đấu trường quần đùi này. Nó chỉ mở trong vòng 40 phút nữa thôi. Từ bao nhiêu nhỉ? Từ 7 giờ đến 9 giờ giờ Trung Quốc, tức là từ 6 giờ đến từ 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 nó từ 8 giờ đến 10 giờ giờ Trung Quốc ấy. Tức là 7 đến 9 giờ giờ Việt Nam. Ok. Ông ở bên kênh kia. Chuyển chưa? À, thanh niên đây rồi. Thanh niên lầy của chúng ta. Tàng hình chắc là chả cần. Chơi khác đi. Tôi không biết cái này là cái gì. Ok. Mình nghĩ là, chắc là mình đoán là cái này nó sẽ tăng sát thương hay là tăng cái gì đấy thôi.
Ôi lạnh quá, cứng hết cả tay. Tôi sẽ phải đọc góc với anh ấy. Ôi siêu chuẩn luôn. Vãi cả nồi. Một tơn chết luôn. Thế thì ai chơi? Vãi nồi con 46. Ôi con 46 nó huy hiệu đại soái cơ các bạn ạ. Vãi nồi con 46 huy hiệu đại soái. Vũ khí mình thì không đào được. Ôi rồi. Ôi rồi. Tôi sợ rồi. Vãi cano bắn kinh, vãi cano một một đi trên luôn. Không có điều. Vãi cano. Không kịp trở tay luôn. Chưa kịp quẩy. À đây rồi, gặp gặp hàng tương đương rồi. Đau hết cả hai hòn. Thanh niên này bắn trước, tôi sẽ đo, tôi đọc góc cho anh ấy vậy. Ok. Ồ, đội bạn có vẻ là cũng server mới luôn. Chắc là sau server mình 1-2 server đây. Level 34 mà mới đứng top 4 thì sau mình vào server. Ok, đừng thế. Ông lại búp dẫn đường ấy. Ô, cái này là cái búp máu à. Cái này là búp giống như thiên sứ các bạn ạ, búp một phát được 30k máu. Cả nồi. Hơi mạnh tay quá không? Vẫn trúng. Đọc góc cho thanh niên kia. Anh bắn cái gì đây?
hồi hiệu ứng dẫn đường. Quá đi. Bây giờ phải căn căn chuẩn 100 lực để pâu mới được. Pâu trúng được cả hai người này. Ôi ôi, cứ đứng đây thì sẽ bị xuyên hai quá. Xuyên thế này chết. Ôi giời kìa. Không bám được vào cái chỗ này. Nếu mà bám được vào chỗ này thì đứng ở đây và bắn thông xuống đi, tuyệt vời. Vãi cả thanh niên. Thanh niên nó bắn một hai. Có hiệu ứng dẫn đường không? Ồ, sao lại không có hiệu ứng dẫn đường nhỉ? Tôi sẽ bằng. Cái cục bằng rất là bá đạo. À, cái băng này nó băng băng này nó lại miễn hết tất cả sát thương. À, vãi vãi nồi. Ôi thôi chết rồi, thôi chết rồi, thanh niên của chúng ta anh ăn một bầu. Anh ăn một bầu quá bá. Tôi sẽ bao lại, tôi sẽ trả thù cho anh, không nên phải lo. Ôi ôi, lệch à? À, vẫn trúng, vẫn trúng, may quá. Lệch qua đầu một tí chứ, vãi cả nồi. À, như vậy là ở trong cái hiệu ứng sương mù này thì sẽ ẩn ẩn hình. Đâu rồi? Ôi rồi, mạnh quá chăng? May mà phích xuống kịp hai góc. Thanh niên này ở đâu đây? À, anh ấy bay qua đây rồi. Tôi sẽ phải bay đi thôi, đứng ở đây thì rất là nguy hiểm. Vì đạn đạn của mình bắn xuyên thấu mà, nên là không có vẻ ngại chướng ngại vật gì hết. Tốt nhất là cứ trốn ở chỗ kín đi. Nhưng mà tiên sư thằng này nó cũng
xuyên thấu được. Ngoài cả nồi. Phải làm sao đây? Ca này là khó đẻ à? À rồi. Ôi bắn đạn xuyên thấu nó cũng có xuyên thấu, mình trốn nó vẫn chết. Ôi rồi, nếu mà nhặt được mấy viên thuốc tăng cấp thú thì có phải là ngon không? À, anh ấy bảo là anh đi thay đổi vũ khí, anh cũng lấy cái sấm sét này luôn. Ờ, cái gì đây? Không vào được trận. Còn này hết giờ rồi. Hết giờ mất rồi các bạn ạ. Hết hết giờ cái đấu trường đấy rồi. Ok, vậy thì đi gua vậy. Đi gua vậy, đi gua cũng được. Đi cùng với lại thanh niên này thì mình sẽ phải gặp các đối thủ là mạnh hơn rất nhiều. Ở đấy gặp một con 50 này, nó đam mình một hit là chết mất rồi. Nói cần thôi. Ôi dồi ôi, con pet của nó level 40 rồi, level 39 rồi. Nói cần thôi. Ôi trời ơi, nó đam cái và đồng đội mình gần nhát luôn. Và map là map không đào được nữa chứ. Vậy thôi. Mạnh quá. Thôi nó không chết. Con 50 của nó đến pet đến tận level 39, chỉ số chắc nó phải trên 2k. À mid vẫn vẫn có cơ hội. Thôi mình cũng ăn được một mạng level 27 vậy. Nó bắn cái góc cái gì? Đúng chất. Đúng đúng chất thông.
mà tôi đam nó được có 400 máu thôi các bạn. Thế thì đam nó đến tối mà nó còn bét hồi máu nữa chứ. Nồi đam nó 2 tơn mà máu nó mất thì không đáng kể luôn. Ôi, nó còn cái gì đấy, nó còn chạy cái thạch phu hay là cái gì ấy, không phải hấp thụ. Họ nó cho mình đam thì mình cứ nhiệt tình thôi, nhiệt tình và phang. Không biết đến lúc nào thì nó mới, ôi phát crit được 600 tiết. Trời ơi hạnh phúc chưa, mất được một bao nhiêu, 1 2 3 4 5, 1/5 máu, hạnh phúc quá. Một hit chết, một hit chết mất xác. Vậy cơ nồi à, anh bạn Luca đây rồi. Và đây là anh bạn Luca đây rồi. Rủ thêm anh ấy vào. Cái gì đây? À, ok. Mời anh bạn Lucas vào mà không thấy anh đâu, chắc cũng đang lác lác. Thanh niên này anh ấy 1 2 xa chứ, vách cá nồi. Mình quên mình không đọc góc cho ông ấy bắn con gần, nồi là bắn con xa chứ, bắn con gần có phải xong không, 200 không đủ, không đủ rồi. Ôi chết rồi, vọt quá mất. Chết rồi. Vâng, thôi các bạn hôm nay thì không được rồi. Hôm nay mình đang giao lưu với lại anh bạn Trung Quốc này rồi. Các bạn cứ up level đi. Bây giờ level thấp quá thì cũng đã đánh được với ai đâu.
lên cao cao một chút thì mình mới đi qua được chứ. Level thấp quá đánh với toàn level thấp không có ý nghĩa gì cả. Các bạn cứ up level chưa đi. Rồi mình xin phép mình được ăn cái bánh. Ngon quá. Ôi, quyết luôn. Thanh niên level 46 là khá là mạnh. Ok rồi. Tốt rồi. Win ngay. À, bánh ngon quá. Ôi giời ơi, gặp gặp mấy con to như này, mấy con to này làm sao mà đánh được. Trời ơi. À may quá, vị trí của bên nó khó hơn bên mình. Rồi, nếu mà giết được level 39 này trước thì có khả năng. 2 đánh 1 thì có khả năng. Tôi sẽ hỗ trợ mấy cái băng vẫn có thể thắng được. Với điều kiện là mình chưa chết cơ. Ui ôi mày ấy. Hên vãi cả nồi. Như vậy đội bạn thì chỉ số cũng chỉ ở trong tầm 1.000 đến 1.500 thôi. Vì anh bạn đồng đội của mình nhanh nhẹn có 1.700. Ui dồi ôi. Bắn trúng mình luôn mới sợ chứ. Tôi sẽ làm gì đây? Tốt nhất là băng đằng xa. Mít mất. Ồ, rất may là không mít. Anh vẫn bắn rất thấp. Rất hay. Thế này cơ hội thắng sẽ tăng lên khá là nhiều đây. À, mình đam nó chả hầu như chả mất máu.
Không sao hết, giữ tơn là được. Nhiệm vụ của mình là giữ tơn thôi, mình yếu thì mình sẽ giữ tơn hỗ trợ để cho đam chủ lực ở bên mình hoạt động, chứ còn mình thì muốn lửa là chính. À, còn đang phải ăn, đang bận anh ăn bánh nữa. Wow. Vâng, ngay ngay dưới chân. Ồ. Thanh niên đồng đội thả quả băng, à thả quả 1-2 vãi gần nồi. Cười rụng rốn mất. Game thủ level 44 của đội bạn rất chảy cối, và anh lại muốn ăn đào tiếp. Ok, chú thích thì anh đào cho chú sấp mặt luôn, sấp cơm ở mặt. No no no, đừng có bay linh tinh. Ôi rồi thôi được rồi, bay ở đây là được rồi. Tôi sợ ông này ông bay linh tinh ông đập đầu ở đây rơi xuống thì đúng rồi. Mắc nhọ. May quá, ông ấy bay khéo, vừa khéo chỗ này, vừa khít. Oh yeah. Ôi rồi. Ông còn dẫn đường nữa chứ. Tôi ạ ông luôn đấy. Gió ngược rất to. Vẫn chưa chết, lì vãi cả chày. Lại bay. Bay đây thì thanh niên đồng đội của tôi sẽ có thể phang chết luôn. Có vẻ như là anh ấy sẽ bay ra ngoài màn hình chăng? Ồ, như vậy là không ra. Vậy nồi tôi phải đọc góc cho thanh niên này mới được. Không thì chết. May quá, mít, mít. Rồi, mít rồi, mít rồi. May vãi nồi. Ôi dồi ôi, Pâu là có 800 tiết. Không chết cơ. May mà mình chạy thần tốc. Sơ tài nó thôi. Trời ơi, ném bét được có 1k máu. Yếu yếu đến độ thê thảm. Cứ thê thảm. May có anh đồng đội súng dài Trung Quốc, anh ấy khá là khỏe. Nhưng mà mỗi tội là anh ấy bắn không được chuẩn cho lắm. Tôi phải rình để tôi đọc góc trước, có không thì đang lại hai hai đối thủ mạnh hơn tôi nhưng mà chắc chắn là yếu hơn nhiều so với anh đồng đội rồi.
Với cái level thấp như thế này là gần xuyên giáp mới có level 1, level 2. Dùng cũng không tác dụng lắm bạn ạ. Sát thương thì có mấy mấy trăm ấy. Bánh gì á? Hỏi bánh à, mình đang ăn choco pie. Oreo là choco pie, choco pie là Oreo. Đấy. Lag rồi, lag cả đôi. Hai thanh niên, một thanh niên đến từ Tung của, tôi không biết anh ở đâu, thôi cho anh ở Triều Châu đi, Triều Châu Trung Quốc, một thanh niên đến từ Hà Nội Việt Nam. Hai anh đều bị lag dừng ở số 95%. Văng, rất là văng cùng một lúc. Oh yeah. Rồi. Đây, Việt Nam mình chưa có mấy cái biểu tượng cảm xúc này, nhưng mà bên Trung Quốc nó có rồi, nó vẫn biểu tượng cảm xúc rất là bựa. Hai đối thủ ngon đây, có vẻ ngon, vẫn là map quen thuộc. Vậy là anh ấy kéo thiếu một ít lực. Làm sao tôi sẽ bắn dụng game thủ kia xuống để cho đồng đội mình dễ. Vị trí này cũng không khó lắm đâu. À, như vậy là thanh niên này là tự dụng xuống rồi. Nằm đây à? Làm sao hết. Băng xa lại. Ôi, đừng vọt quá đâu nhá. Hình như tôi nghi là chạy một lực. Tôi sợ là vọt quá mất. Mày thế. Không vọt. Ok baby. Tôi đang định nhắc góc thì anh ấy búp dẫn đường nữa rồi. Phải nồi thanh niên manh động. Vừa bảo ông ấy có hai tơn, ông ấy không cần luôn. Ông quyết định búp dẫn đường, búp chỉ đường. Cái này là chỉ đường. Cái... Ông búp chỉ đường định xơi tái đối phương luôn. Mỗi tội là còn một tí máu. Mid rồi, mid đọt idol, thanh niên level 36 trong những nỗ lực tuyệt vọng, anh ấy đã bắn mid. Như vậy là thanh niên đồng đội quyết định dành cho tôi. Rồi, thế cũng được. Tôi sẽ giải quyết nốt vậy. Yeah.
Thôi vọt lực lên quá rồi, vọt lên quá hai vạch một chút. Ô, nhầm góc à? Như vậy là nhầm một góc chứ chứ không phải là vọt lực. 6 à. Wow. Wow. Mid dot idol. Gió ngược hơi to một chút. Ôi, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Tôi thấy nguy hiểm đấy. Này không biết có trúng không ta? Vẫn trúng một tí. Mình xuống một góc thì nó lại vọt quá. Rồi. Nguy hiểm quá. Phải đo góc hộ cho thanh niên này mới được. Ô, gần trúng rồi. Gần trúng rồi, tốt rồi. Ôi, thôi chết rồi. Nó bắn chết đồng đội tôi rồi. Thôi bây giờ mình tập trung solo vậy. Vãi cả nồi, nó bắn phát chết luôn chứ, nó mới level 37 mà nó bắn chết đồng đội 44 của mình. Vãi nồi. Thà em anh ơi. Bắn kinh phết. Ơi, đừng có vọt. Cứ cứ vọt quá một tí không đi được. Ôi trời ơi, nó đứng ở cái vị trí vai cá nồi thế này thì mình bất lợi quá. Tôi sẽ bắn trúng được. Có lẽ là vẫn bắn trúng được. Phích rồi mà cũng không trúng. Lực. Vị trí hơi bị khoai một chút. Chắc là mình phải đổi chỗ mất. Ôi ơi, chơi dẫn đường. Anh nồi chơi xấu tính vãi. Ra.
Còn chưa rụng xuống. Tạch chả lụa cái con lườm lườm này. Làm sao đây? Giờ tôi phải rình rình cơ hội thôi, nó có cơ hội mà đào chết nó thôi chứ. Con này mình bắn mình đam không lại. Mà nó lại bắn như thế này, nó bắn trúng một phát nữa là mình chết rồi. Khó quá. Khó quá. Bắt nó trúng. Trời đất ơi, vừa xong mà rụng rồi thì có phải là lại búp dẫn đường tiếp. Thôi thế thì em chịu. Vãi cả nồi. Thanh niên. À may quá vẫn chưa chết. Hấp à. Lại có dẫn đường tiếp. Vãi nồi các thanh niên tàu khựa. Chơi chơi toàn Trung Quốc. Chơi thì còn chơi dẫn đường không thế đi vẫn không trúng à. Tốt rồi, chết thì thong thả. Chết thì ta trốn. Rồi nó bay chuẩn thế. Thôi ngồi thiên sứ trêu nó vậy. Bay trên đầu mình thế này thì mình chịu. Có bao ống đào ở mid đi. Thôi có vẻ là không mid rồi. Ông này ông bro phết. Cơ bản lúc nãy hai đấu một mà bắn mid liên tục, thế nên là nó bắn chết đồng đội mình, đồng đội đam chủ lực mà bị chết mất, thế là thua. Lầy quá, thua. Vừa nãy đang mùa hướng tới 87%, bây giờ lại thụt xuống còn 86.31. Ôi lại lag rồi này. Trời đất ơi. Bại vì đít này chán đấy, không được cái gì.
Về cơ bản mình đi cùng với nó, mình đi cùng với nó thì mình sẽ phải gặp người tương đương với nó. Mà thằng này nó khỏe mà. Nó 200k, mình mới có 50k. Đi gặp tầm cỡ trên 100k thôi, nó đam mình một phát là chết rồi. Đi cùng với thằng này nói chung là độ mạo hiểm cao. Ok, đi cùng với lại thanh niên này một ván đấy. Xin chào. Dường như là không có đối thủ rồi. Mà tôi nghĩ tình trạng lag như này mà tôi bật ra cái thanh niên level 15 này, anh ấy sẽ phải ngậm ngùi để rơi mất lần đầu tiên vào tay người khác. Lần đầu tiên của thanh niên U15. Cái này người ta gọi là đội bạn còn yếu hơn. Đội bạn là hai con boss hệ thống thôi các bạn ạ. À, nhìn không có xếp hạng là boss hệ thống. Lát cũng không vào được. Đánh với boss hệ thống nó không đánh được này. Bây giờ mà tôi bị đít ra còn mình thanh niên này ở lại thì đúng là xác comment là định. À vậy vậy là có một mình tôi vào còn thanh niên này đít ra đúng không? Lại cả thanh niên bỏ của chạy người. Không sao hết. Quá đơn giản đối với mình. Đối với mình thì hai người cũng là đơn giản thôi. À đây à. Nó không chết. Máu còn tí tẹo cho teo. May quá gặp ngay con boss hệ thống ngáo. Vào vào con boss mấy con boss xịn ấy nó đam cái trúng luôn cơ. Tôi sợ lắm. Ôi đấy. Con level 14 lại đam trúng. Vãi nồi. Ôi trúng luôn.
Sợ thật đấy. Bầu đi. Rồi, may quá. Vẫn ok. Ờ, thanh niên Trung Quốc kia có lẽ là anh ấy nghỉ thôi. Tôi sẽ riêng mình anh solo thôi. Tôi sẽ đi chạy lại tỷ lệ thắng đến cố gắng lên đến 87%. Cố gắng vậy. Dù giờ thì nó hơi khó. Đối thủ là một level 32. Có lẽ là không mạnh lắm đâu. Đúng rồi, mình bắn một viên gần mid mà đã mất hơn 1k máu rồi. Thế mà thanh niên này còn VIP 2. Lúc nào mình tích lũy đủ cái xu mà mở được VIP thì mới có cơ hội chuyển biến được, chứ còn như bây giờ này không ăn thua, hàng yếu lắm, không có VIP mà. Thanh niên này đến từ server à, đến từ web 4399, server 468. Đấy, 468 là cái server ra cách 1 2 ngày với cái server mình. Bữa trước mình định tạo ác ở bên đấy trước, mà mình thích chơi ở bên đấy hơn, nhưng mà bên đấy lag quá không vào được, thế là đành tạo ở bên này. Bên này nói chung là chơi cũng hay, nhưng mà ít pro hơn bên 4399, chính xác là như vậy. Thôi hình như lại thiếu lực rồi. À rất may, vừa đủ luôn. Bét đói, bét đói. Mét mãi chưa lên level 20, lên level 20 thì được mở thêm một cái ô kỹ năng nữa cho cái pet cắn vào. Mấy lần mình bắn đối phương còn có một tí xíu máu rồi thì mà không có pet cắn, pet cắn thêm phát nữa thì có vẻ là tươi không? Đây, thức ăn đâu? Vào đi. Lác vãi hàng. Ew, thức ăn đâu rồi? À được rồi. Đợi mãi không thấy nó đâu. À, tạm thời vậy. Bây giờ nhà nghèo, thức ăn còn không có. Tự sướng thôi. Một thanh niên level 29. Không, không có vấn đề gì hết. Cũng đến 90% mà tắc y như vậy. Có vẻ cái này là do mạng chung chứ không phải là do riêng gì mình. Mấy thằng Trung Quốc nó cũng bị đít mà, đâu phải riêng mình đâu. Chắc là do thời tiết lạnh giá này. Đến dây cáp mạng cũng bị teo teo cơ Delta luôn. Ôi ôi, mình còn vào trước nó ấy chứ. Thanh niên tung của này chắc là ở vùng sâu vùng xa rồi. Cái gì đây? Sao anh Nam Limo không chơi Gunny Trung Quốc? Bạn ấy còn bận học với bận làm thêm các thứ linh tinh nên là không có thời gian.
Bạn chỉ chơi được trên Gunny ở trên điện thoại thôi. Định rủ tôi chơi Gunny Mobi nhưng mà thôi tôi chả chơi cái trò đấy, hại não lắm. Bắn lại cùn tay đi. Đấy, gặp mãi mới gặp được đối thủ được vào trận, thế mà chả được bắn phát nào đó. Còn không được tính điểm thắng cơ. Nếu mà không có đối thủ hoặc là bị out mà chưa vào trận ấy thì không, sẽ không được tính điểm thắng, điểm thua. Đây rồi. Có vẻ là cân kèo. Level 35 luôn. Nồi. Ngại 91% thì đơ. Cầu mong là ván này cả hai cùng vào được. Không thì một người vào thì cũng chán thua. Đấy, mạng mình lại nhanh hơn nó rồi. Bọn tàu rồi, toàn bọn ở miền núi, toàn bọn ở vùng sâu vùng xa ngoài biên cương hải đảo. Không ăn thua. Tên đằng này hình như là cái chữ này giống như kiểu là chữ mã này vậy. Các bạn nào hay chơi cờ ấy, chơi cờ tướng các thứ thì thấy cái chữ này giống giống con mã ấy, đúng không? Đúng rồi, thằng này chắc chắn là thằng họ mã. Tôi có thể tin rằng anh này tên là Mã Giám Sinh. Ô oh yeah, thanh niên Luka đây rồi. Thanh niên Lucas đây rồi. Đây, thanh niên Lucas thì phù hợp với mình hơn, hai người cân hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ giao lưu với lại thanh niên Lucas, anh đến từ Sao Paulo, Brazil. Và anh này thì không như là anh Trung Quốc gà mờ lúc nãy, anh này bắn nói chung là khá ổn. Ở bên server Brazil thì anh còn là top 1 server cơ. Top 1 của một cái server nhưng mà anh nghỉ chơi rồi. Thanh niên này cho chia sẻ là anh ấy còn trẻ thôi. Hình như là mới tầm 21 hay à 22 23 tuổi gì đấy. Nhưng mà anh ấy lấy vợ từ năm 19 tuổi. Nên là lấy vợ nên là bỏ nghỉ chơi game. Bây giờ thì mới chơi lại, nhảy qua server Trung Quốc chơi cho vui. Bắt gặp ngay mình, hợp cạ quá. Chơi lại server 4399, 405 á. Ôi giời ơi, không, cái 4399 mình không vào được, không vào nổi luôn ấy, lag lắm. Chỉ vào được mỗi cái mạng này thôi, có không thì bữa trước đã chơi 4399 rồi. Bên lên server 4399 tôi thấy top 1 lực chiến hình như gần 100 triệu. Khiếp, khủng khiếp luôn. Gấp đôi top 1 lực chiến lên server bên đây. Lực chiến top 1 lực chiến lên server bên đây mới có gần 50 triệu thôi. Bên 4399 gần 100 triệu rồi. Việt Nam mình chưa là gì so với 4399. Việt Nam mình mới có hơn 50 triệu thôi. À đây rồi, anh bạn là Lucas đây rồi. Anh bạn Lucas mới level 27 thôi. Vì anh ấy yếu, bởi vì thời gian anh online toàn vào buổi tối này, các cái event ban ngày thì anh ấy không làm được, chính vì thế nên là không áp được thú cưỡi như mình. Đây mình áp thú cưỡi có số có má luôn, lên level 2 4 sao luôn rồi.
mấy đứa ở Trung Quốc ấy, VIP 4, VIP 5 thú cưỡi còn thấp hơn mình. Cơ bản mình lên được, lên nhờ làm cứu viện 2 lần rồi. Từ hôm mở server đến nay có hai 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 hay 3 hôm cứu viện rồi. Thôi, trong lúc chờ đợi anh bạn Lucas của chúng ta đi solo một tí vậy. Thanh niên Lucas có vẻ đang bị lag nông trại. Nông trại của anh ấy không thu hoạch được. Anh đang kêu trời kêu đất. Bạn này có vẻ là yếu hơn mình. Hàng thôi. Nhiệt tình. Ôi dồi ôi, vọt quá đầu một viên đấy. May mình fit xuống kịp một viên. Tôi tính chỉ lực đến 71 thôi. Thi thoảng cứ chạy vèo lên cái. À, thanh niên này búp cái gì đó tôi chả biết nữa. Nhưng mà thôi mình sẽ dứt điểm luôn. Thôi chết rồi, quá một góc rồi. À, vẫn trúng. Chắc là mình đo lệch. Mình cứ tưởng quá. Quá một góc. May quá. Cái gì đây? Ai đốn đầu? Cái ông Trung Quốc này ông đặt tên kinh khủng, ông ấy đặt tên cái gì đây mà cách dài ra thế này, khiếp luôn. Đây cái tên này, cái tên dài từ chiếm mất hơn một nửa khung chat luôn, vãi cả nồi nhà ông. Thanh niên Lucas anh vẫn còn đang ở trong cái vòng luẩn quẩn bị lag. Tôi đã trải qua tình trạng này nhưng mà từ mấy hôm trước rồi, đến hôm nay nói chung chơi ổn rồi. What the hell? Ồ, đây là thanh niên level 33 cơ. 33 hơi căng đấy. Ông này cũng cầm pháo, cầm pháo khéo cẩn thận pâu phát mình lại sấp mặt luôn. Thế nguy hiểm. Có pâu luôn. Tôi nghĩ là thanh niên này sẽ pâu không quá khỏe. Level 33 hơi yếu máu. Ôi rồi. Mất tơn luôn. Xong rồi. Thế này thì đơn giản rồi. Rồi sẽ kết thúc ván đầu luôn. Nhanh chóng rồi còn. Bắn trúng không ta? Kìa. Ra đạn đi. Có một viên. Rồi xong rồi. Ở xe. Cái gì?
Cái gì, anh Hải 32 rồi chứ lấy vợ ai 32, tôi mới có 20 thôi, đâu ra mà 32. Vãi cả các thanh niên 32 mới sợ chứ, mình còn trẻ lắm, mình mới có 20, năm nay mới có 21 thôi, các bạn cứ bảo mình ba mấy chết không. Thanh thanh niên súng dài anh lại online rồi, lại cả thanh niên này chăm chỉ online lắm, thảo nào mới cày level lên top 2 được. Mình có mỗi điều là mình không có xu không khóa để có thể cưới vợ ở trong đây để mà có cái vật định tình, đó là điều buồn bực nhất. Đứng đây bán phụ, đứng đây thông lên anh liền kia, sợ chưa em, là 26 run ngay à, cũng biết núp. Hoàng Anh này ở server web 4399, server 471. 471 thì như vậy là còn ra sau cả cái server 468 lúc nãy, 468, 469, 70, 71. Ôi dồi ôi, server mới tinh luôn. Hình như còn chưa có xếp hạng. Vâng, bạn này bạn cứ nộp đơn thôi, nếu mà còn slot thì nó vui, nó sẽ tự động cho vào ấy. Mình cũng chả có chức quyền gì trong vui cả. Vui của người Trung Quốc, Trung Quốc trị, mà chính sách của Tung Của đấy là không để ngoại bang thống trị, mình phải chấp nhận thôi. Nếu mà mình đặt tên Trung Quốc ấy, giả làm người Trung Quốc ấy, may ra. Nhưng mà bọn này nó tinh lắm, nó phát hiện ngay. Thế nên là nên là thôi, phải chấp nhận. Số phận nằm trong tay của bọn Tung Của. Được mỗi thanh niên súng dài là dễ nói chuyện, dễ chơi. Còn các thanh niên khác thì nói chung là hầu như là không có giao tiếp gì hết. Ở dễ baby, không lên thì chết đi, nằm đấy mới chịu chết. Xuống thẳng. Rồi, tôi sẽ cố gắng chờ đợi thanh niên Lucas chơi một lúc nữa. Hôm nay có vẻ là stream hơi lâu rồi đấy. Mệt phết. Cả nồi các thanh niên 79 với chả 83 cái gì. Tôi 9x nhá. Ai cả nồi. Toàn các thanh niên ném đá hội nghị. Là chỗ khác chơi đây. Mình 9x nhá mấy bạn. Bạn nào tầm 97, 98 thì làm quen. Ok. Yeah. Đừng tăng nhá. Đang có hot girl này, xinh chưa? Cầm cái ba cái thông bể phốt đi để đánh nhau. Chết với anh em ơi. Xa xa có con đò. Đem vọt quá đầu một tí không ạ, thôi cũng được, quả đấy trúng 3 viên, nếu mà không crit thì cũng không chết được. Thôi để cho bạn này bạn khó bắn tí thôi, bạn đúng là hot girl rồi, bạn bắn đúng kiểu hot girl luôn, thông bể phốt mà thông thẳng lên trời, mở cửa xem ai kìa em ơi. Tùng ơi, mở cửa xuống, mở cửa xem ai kìa.
Tự nhiên giờ này có khách ấy. Buồn. Ok, tôi sẽ xuống. Các bạn chờ một lúc ạ. Tôi đã quay trở lại đây. Ôi giời, thanh niên này. Ông nhảy vào làm gì không biết. Lúc khác thôi, bây giờ tôi đang phải chạy lên tỷ lệ thắng đã. Tốt nhất là đi solo thôi, bây giờ tôi không tin tưởng được ông nào nữa, bây giờ kéo đi lung tung cái lại thua dập mặt. Thì em làm mấy cái nhiệm vụ không hiểu tiếng tiếng cái gì ấy, tà là cái gì, Trung Quốc à, à tiếng Tàu rồi, tôi cũng có hiểu đâu. Bây giờ thì bạn phải tự túc thôi, tự túc là hạnh phúc, tự tìm lấy cho mình một con đường. Lúc nào mà khỏe khỏe lên ấy thì mình mới có thể cùng đi chiến được, chứ bây giờ thì làm sao được, tôi kéo đi linh tinh rồi chết. Thôi thiếu lực mất, thì như thiếu một tí lực kìa phải, đúng rồi, phải đến đây thôi rồi. Mình cứ nhầm để góc này hơi thấp tí,
Thanh niên này định bay ra giữa cầu, định tự tử à? Lại cô gái 17 tuổi leo cầu Long Biên nhảy tự tử vì thất tình à? À đúng không? Bạn ai vậy em? Mấy cái thanh niên. Có lẽ tôi sẽ đứng đây nguyên đây giải quyết luôn nữa. Vụ này không đến gần được. Đến gần được, khéo là bị lôi xuống cùng luôn đấy. Rồi, trúng ngay giữa đầu mới đau chứ. Quả trước lại lệch một tí. Phải cả nồi không chết. Quả trước mà thiếu đúng một vạch lực, quả trước mà đủ một vạch lực thì nó kéo chân bạn level 32 này xuống luôn. Ô, như vậy là những nỗ lực không thành thì game thủ level 32 đến từ Tung Của anh ấy đã quyết định tự sát để bảo toàn chính tiết, khiến cho tôi không giết được một mạng. Vậy là các thanh niên tranh thủ lúc mình đi ra ngoài tí quay lại đã thấy các bố ném đá hội nghị vãi cả nồi. Ném đá vừa đấy chứ, để cho người ta còn stream chăm gió tiếp chứ. Ồ, lại gặp một thanh niên level 32 khác, nhưng thanh niên này có vẻ là hổ báo hơn rất nhiều. Ngầu vãi cả nồi, tôi sẽ vẫn quyết định phang luôn. Ngầu mấy thì ngầu, dường như là khoảng cách là gần 2 màn hình. Baby, ăn đam đi baby. View. Headshot không? Giữa đầu luôn. Có vẻ như baby này hơi yếu. Hơn mình 2 level, best bằng level luôn. Nhưng mà có vẻ không ăn thua lắm. Anh định làm gì đây? Chuẩn bài đấy, bay đến gần cho dễ bắn. Tuy nhiên anh ấy bay vào cái vị trí nó hơi khoai một tí. Thôi sao phải chấp nhận thôi. Đứng đây thì trận đấu sẽ kết thúc sớm. Vàng siêu cao, trúng ai không? Với góc như này khả năng là ui trúng luôn. Bật rồ vãi nồi. Xem ra là cũng không phải là dạng vừa đâu. Bóng mây qua thềm, viên đạn lả lướt. Headshot. Đề nghị các bạn khán giả không ném đá hội nghị nữa nhá. Ném quá mình ngại, mình không bắn được chúng lại thua, thua các bạn lại kêu mất hết cả hứng. Này tôi sẽ bắn theo cái quỹ đạo đúng như quỹ đạo hình vòng cung này luôn. Vòng cung cầu vồng khuyết. Khuyết không? Úi dồi ôi, khuyết luôn. Em 31 này, hôm nay em có vinh dự được ăn một viên đạn chạy theo đúng hình cầu vồng. Làm phát nữa nhỉ? Làm phát nữa gần hơn. Hồi sát này bắn cái viên đạn nó bay vào mặt đó. Trúng không?
Úi trời ơi, lả ăn hai đam thì thanh niên này rốt cục đã quyết định ném rượu. Ngài có một quyết định phải gọi là ném đá hội nghị. Rồi, giải quyết sớm. Chờ mãi không thấy thanh niên Lucas đâu. Bây giờ bên Brazil nó đang là buổi trưa. Đang buổi trưa mà. Nếu mà đến độ khoảng 11 giờ như mình ấy, thì thanh niên Lucas anh ấy sẽ phải đi làm rồi. Bây giờ ông ấy đâu? Không biết đâu. Không biết ông ấy đâu. Thôi ông ọp rồi. Nồi. Úi dồi ôi. Chữ chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ chữ này là chữ đại à, đúng không các bạn? Cái chữ này là chữ đại. 37 đại. Đại gì? Đại ca hay là đại gì? Tôi không biết. Nói chung là ông này cũng khá là to. Mình phải cẩn thận hơn. Cần trúng luôn. Con này cầm lựu chơi lầy vãi nồi. Bắn luôn từ bên đấy, sợ quá. Tốt rồi, có vẻ như bạn ấy hơi yếu, mình đam cái là gần chết rồi. Bài tàng hình thì sẽ không có tơn, đập đây rơi xuống. Vẫn không biết ông ở đâu. Ồ, như vậy rơi xuống phía trên đây. Vãi cả nồi. Bắn ngược à? Bắn ngược. Ô, thanh niên Lucas online trở lại rồi. Lucas Podolski. À không, Podolski là người Đức gốc Ba Lan, không phải. Lucas này là Lucas Moura. Thanh niên đến từ Brazil. Anh hiện đang đầu quân Liverpool. Phun ra phun vào. Đến Lucas. Sáu sáu. Ôi rồi mạnh quá không? Bây giờ đi qua với lại thanh niên Lucas này, có lẽ là khả năng là sẽ được gặp nhiều đối thủ vừa tầm hơn.
Thực ra thì mình mới học tiếng Anh thôi, mình nói mình có họ nói mình có thể hiểu được chút thôi chứ không, mình không phải pro gì cả. Câu cú ngữ pháp thì cũng chả chuẩn lắm đâu. Nói chung là đủ để giao tiếp chơi game thôi. Có vẻ như là anh ấy hết lag rồi. Lúc nãy thì anh ấy bảo là lag quá không không thu hoạch nông trại được. Bây giờ có vẻ là hết lag rồi. Chắc là vừa mới thu hoạch được nông trại sướng phởn. Bét vẫn level 17 mà. Level 17. Thanh niên Lucas anh ấy kinh doanh liên quan đến lại đến hàng không, bán vé máy bay hay là đại loại cái gì đấy tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà đại loại thế nên là anh ấy có săn được rất là nhiều vé máy bay du lịch giá rẻ. Anh ấy còn định quảng cáo giới thiệu tôi đi du lịch Brazil. Tôi bảo ok ông chuẩn bị cho tôi mấy cái vé, tôi đến Rio de Janeiro. Tôi thích chỗ đấy. Thế là ông ấy bảo là ông ấy ở Sao Paulo. Ok, có lẽ stream này hơi dài rồi. Mình sẽ reset lại cái stream. Stream nó vừa mới báo là stream cái này mất 1 GB rồi.